Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Thực hư thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù. Bà Nguyễn Phương Hằng đang chấp hành án phạt tù tại trại giam thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an. Ngày 30 tháng 8, mạng xã hội xôn xao thông tin bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam sẽ được ra tù trước dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Một nguồn tin của báo Người Lao Động cho biết bà Nguyễn Phương Hằng hiện đang chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Tổng cục 8 Bộ Công an, trú đóng trên địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Nguồn tin khẳng định bà Nguyễn Phương Hằng không có trong danh sách được giảm án dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 như mạng xã hội lan truyền. Trong số danh sách được giảm án đợt này, trại giam An Phước không có tù nhân nào là Nguyễn Phương Hằng, nguồn tin cho hay. Trước đó, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án Nguyễn Phương Hằng. Tòa tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù, các bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 đến 2 năm tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Được biết, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân. Dù không kháng cáo bản án sơ thẩm, nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm cho 3 tháng tù. Như vậy, bà Hằng phải nhận mức án 2 năm 9 tháng tù. Đến nay, bà Hằng đã thi hành được hơn 2 năm tù và chỉ còn phải chấp hành án hơn 8 tháng. Vào chiều 4 tháng 4 vừa qua, Hội đồng xét xử phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, kháng cáo của người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan trong vụ án mà bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Sau một ngày xét xử và nghị án, hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên giảm án cho cả 4 bị cáo có kháng cáo và giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng, dù bà Hằng không kháng cáo. Tuyên bác kháng cáo của hai người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan là bà Đặng Thị Hàn Ni, Đinh Thị Lan. Cụ thể, bản án phúc thẩm tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng từ 3 năm tù của án sơ thẩm, còn 2 năm 9 tháng tù. Tính đến nay, bà Hằng đã thi hành án được hơn 2 năm tù. Như vậy, bị án này chỉ còn phải chấp hành hơn 8 tháng. Bị cáo Đặng Anh Quân từ 2 năm 6 tháng tù xuống còn 2 năm tù, bị cáo Huỳnh Công Tân, Mai Lê Thu Hà và Nguyễn Thị Mai Nhi từ 1 năm 6 tháng còn mỗi bị cáo 1 năm tù. Theo nội dung vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng và các bị cáo đồng phạm tổ chức nhiều buổi live stream, nội dung đề cập nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của người cá nhân. Trước đó, tại tòa phúc thẩm, luật sư Hồ Nguyên Lệ Đoàn, luật sư thành phố Hồ Chí Minh là luật sư bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa sơ thẩm, trình bày với hội đồng xét xử rằng sau bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Phương Hằng có khắc phục hậu quả. Theo luật sư, đây là tình tiết mới, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm án dưới mức 3 năm tù mà án sơ thẩm đã tuyên đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Sau khi luật sư Hồ Nguyên Lễ trình bày xong, hội đồng xét xử cho gọi bà Nguyễn Phương Hằng lên bục khai báo. Trả lời hội đồng xét xử về đề nghị xin giảm án vì có tình tiết mới, bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng bị cáo là người vợ tốt, bà chủ tốt, một công dân tốt, bị cáo chỉ mong tòa giảm cho bị cáo một ngày, một tháng, một năm thì bị cáo cũng cảm thấy hạnh phúc vì bị cáo cảm thấy được tôn trọng. Như thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.